Innova E25 ngay chủ nha. Ôi. À. Đấy, Innova ngay chủ là cái máy nó dơ dày nha anh em. Đấy. Nha. 25. Động. Rồi anh giữ được bộ ghế nỉ dinh nào giờ luôn ha. Đây. Đó. Đó còn nguyên xe đó. Đây. Dạ, nguyên xe luôn. Ngày xưa mua dân giờ bán lại dân dân. Nói chung là không đi đâu thoát được nó hết à. Đây là đồ hết đấy. Dạ, nếu anh chả giữ lại cái gì mẹ từ xưa giờ có gì cho ra không phải hết. Đây sách bỏ hành này đi ra ngoài này. Bạn có mua xe khác không anh hay là dẹp nghỉ luôn anh? Anh ạ. Hả? À? Anh nghỉ giờ đâu có lái, đâu có lái, đâu có bán. Vậy hả? Bắt nó kém rồi đó. Giờ có tuổi nghỉ luôn hả? Thôi. Kém rồi, bắt kém rồi. Đấy, chỉ cho cái chiếc xe trong này, bộ đồ nghề trong này. Dạ. Yeah. Cho thêm mấy nha. Cho thêm gì? Một đống đồ. Dù ngủ không biết đó, ngày xưa nó tặng anh cái gì còn nguyên cái này thì của xe thì thôi bỏ đây. Nè, yeah, đây luôn, đấy. Còn y nguyên luôn ha. À, còn đi cũng chưa bao giờ dở ra. Con này là ủa vỏ anh mới thay đúng không? Thay gì? Vỏ xe á. Vỏ thay một lần rồi. À mới mới có quay một xét vỏ thôi đúng không? Dạ 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 để em chạy ra cho xong rồi. Dạ 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 dạ. Xong rồi em kiểm tra cái đi liền thôi có đâu. Ok rồi Nhân ơi. Thanh toán tiền giả này thì về 758 triệu. Thuế mày. Thuế xong là hơn 800. Thuế má tất tật thứ là 880 mấy triệu nữa. Xuất hóa đơn 758 luôn nè. Đi. Sau xe. Tháng 10 2015. City bạn, bản này là bản L, bản giữa ha. Đây, City đỏ đi mới có 9.000 cây thôi. Đây, ở đây mình đi con Etip đậu bên kia đường này. Bây giờ là ở đây là khu Phú Mỹ Hưng này. Quay xíu cho anh em coi. Rồi bây giờ mình đi qua bên phía ngân hàng chỗ này. Đây anh em, Honda City. Bản L, bản L là bản giữa nha. Bản RS là bản cao. Xe mới tinh nha anh em, còn mùi mới luôn á, mới không thể tưởng tượng được đâu. Đi mới có đây, đây đi có 9.000 cây thôi nha anh em, như mới 2021. À, trang bị màn hình cam 360 luôn rồi, thấy không đó. Ở khách hàng kẹt quá bán tội nghiệp ghê. Ồ, có cái đi cảnh báo đọc biển báo đây nữa nè, có cân bằng điện tử nha. Đó. Màu đỏ rất đẹp nha anh em. Đẹp. À. Đây. Đây anh em nhìn nè. À. Rồi như xe mới luôn. Như xe mới nha anh em. Đấy. Nào, đi một vòng cho anh em rồi mình về mình sẽ quay chi tiết lại thôi ha. Đây, Camry. City. Đó, ghế nỉ nè. Cực đẹp. Thấy chưa? Nào. Số đẹp anh em ơi, 46896. À, Honda City. Rất đẹp luôn. Đấy. Giá thời điểm này chưa tới 500 nha anh em. Chưa tới 500 triệu nha, City mẫu mới rồi. Nha. Đẹp chưa? Đó. Con này là động cơ mới đó, động cơ ít rim rồi nha anh em. Đấy. Hợp lý không? Hợp lý không? Đó, màu đỏ cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy. Hello anh em, mới đi mua xe về xong anh em ơi. À, mới đi mua con Innova 2015. À,
Nó này có quay clip thực tế cho anh em coi rồi. Rồi đang giải quyết con City L2021 đi có 8.000 cây. Mình đi mua mình gặp những câu chuyện thấy tội lắm anh em. Những anh em khách hàng một thời hoành tráng cũng vì đất đai, đất nó đứng mà bây giờ phải bán tháo tài sản đi. Giờ thị trường nó xuống chung mình cũng chịu thôi, chứ biết sao giờ thì mình cố gắng mình lấy cái giá này nó cao nhất cho anh em thôi, chứ còn mình ở đây mình cũng chết lên chết xuống và xe nó rớt. Đây là cái Wigo nha, Wigo xe máy nay xe mình về nhiều quá, chưa có dọn dẹp gì hết luôn á. Wigo này là Wigo mẫu mới nè, mấy đứa đầu xe vậy không có mở được luôn á. Wigo mẫu mới thì nó có cái lai găng mới ha, rất là đẹp. Nó có nút đề start up rồi nha anh em. Đây. Hôm qua có anh khách anh nhắn tin, chắc anh đang coi clip của mình luôn á, anh nhắn tin là 10 giờ. Tiền vô thì anh sẽ lấy, mà mình nghĩ chắc là 10 giờ là chắc có một là cái độ đã banh hay là gì đó. Tới qua hình như là anh theo đội nào á, sáng nay anh nhắn nói tiền chưa vào em ơi. Rồi, con Etis nè. Etis cọp nha anh em. Cái này mình chia sẻ rõ nha. Cái Etis này á, 10 chiếc là hết 11 chiếc là cái táp lô nhựa đây nè. Cái táp lô nhựa đây là nó chảy nha anh em. Anh em nào mà đi Etis, đi Venza, đi thậm chí là Hyundai Sonata, đều là cái táp lô này nó đều chảy hết nha anh em. Và mình đã làm rất là nhiều xe rồi, cho nên chủ họ bọc lại cái táp lô này thôi ha. Etis này bán có 335 triệu thôi nha anh em. Etis số sàn rất là đẹp ha. Cái này cũng chưa kịp dọn, bên mình đợt này xe về nhiều quá, chưa vệ sinh, chưa spa gì hết nha. Cho nên là thôi, bên mình tốt nhất là bên mình sẽ không có mang xe đi đâu nữa. Anh em muốn thì tới tận nơi coi nha. 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Đây, Etis 211 nha. 211 là để chuyển qua máy mới rồi nha anh em. Máy đua VVTi, có ECS ở đây nè. Rất là đẹp. Ô xe này có làm cách âm phía trong này rồi. Có làm cách âm rồi nha. Hiện gì đi êm quá trời luôn. Đó, Etis 211 335 triệu nha. Đó, quay kỹ lại cho anh em coi. Cái Wigo thì đang bán là 346 triệu nha anh em. Cái Wigo màu trắng ở đây nè. Đó. Rồi, hôm qua em mới về một em hàng sang trọng đẳng cấp nữa. Fortuner 211 vẫn còn nha. Đây, Camry. Đã không anh em? Camry mẫu mới nè. Mẫu này là mẫu 2022 nha. Mẫu 2022 thì anh em sẽ thấy có cái ba rời sóc trước nó khác nè nha. Lại mình nói về ngoài thất trước nè, mâm khác nha anh em, cùng kích thước mâm nhưng mà mâm này là mâm phay sơn màu đen ha. Để mình nói về ngoại thất cho anh em coi là những cái khác biệt trước ha. Đó, cụm đèn phía sau cũng khác nha, nó khác là ở cái lồng này nè. Đó, bảng này là bảng rất là cao nha anh em, bảng này là sau bảng hybrid thôi. Thời điểm 2022 là chủ xe mua xe này lăn bánh xong hết là 1.6 tỷ nha anh em, tính là 100 triệu phụ kiện lắm. Mà con này là siêu lướt, siêu mới luôn. Màu trắng, nội thất kem, ni lông chưa tháo hết luôn nha anh em. Cái này ni lông xịn đó. Anh em nhìn nè, siêu chưa tháo luôn này, thấy chưa? Mới tinh nha. Sơn dinh 100% nha. Nè, siêu chưa tháo luôn nha anh em. Con này mình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 292 triệu. Camry 2.5Q nha anh em. 2.5Q 2022 nha. Anh em đừng so sánh với xe 2021 hoặc là đầu 2022 là nó vẫn còn mẫu cũ nha. Mẫu này là mẫu mới rồi, động cơ mới, hộp số mới nha. Để mình chia sẻ cho anh em nè. Thứ nhất là xe này nè, hệ thống âm thanh JBL. Và cái màn hình nó là màn hình nổi. Và bản này là bản 2.5Q thì nó sẽ có cam 360 ha. Xe chưa tháo hết siêu luôn nè anh em, mới lắm. Không khác gì một chiếc xe mới đâu. Mới lăn bánh có 15 hay 17 ngàn cây gì thôi nha. Xe này thì ngày hôm qua mấy bạn đi lấy mình cũng chưa có. Đó, nhưng mà mấy bạn, nhưng mà con này là sơn zin 100%. Và cái động cơ này nè, nó là động cơ mới rồi nha. Động cơ mới. Tại sao là cái giá giữa 2021 và cái giá 2022 2019 nó chênh lệch tới như 200-300 triệu như vậy? Là cái động cơ này nè, anh em nhìn nè. Động cơ này là động cơ Dynamic Fox hay sao đó. Nó cho công suất là hơn 200 mã lực nha. Đó, nhìn nè, mới quá mới. Xe này siêu lướt rồi. Đó. Xe mới bây giờ thì không bia kèm lạc nữa, lăn bánh là hơn 1 tỷ rưỡi ha. Cũng vẫn là số VIN 2022.
Đó, nói chung là cái tầm tiền này thì anh em xe này mình đang bán 1270 thì anh em lợi đâu đó 100 mấy chục triệu ha. Thì cái đấy chia sẻ rõ ràng để anh em cân đối so sánh. Và động cơ này là động cơ mới, động cơ có công suất hơn 200 mã lực, hộp số này là hộp số 8 cấp rồi. Và xe này được trang bị thêm nữa này, đó chính là Toyota Safety Sense ha. Đó, con này có TSS, tức là có radar, có phanh khoảng cách, có cam 360. Đó chính là cái sự khác biệt nhiều nhất. Nói chung là nó khác khá là nhiều anh em à. Anh em nhìn cái form, anh em nào chưa tìm hiểu Camry thì nhìn có thể là nó giống. Nhưng mà khi mà những anh em nào mà đã quyết tâm mua cái dòng này rồi thì sẽ thấy nó rất là khác nhiều giữa form cũ và form mới ha. Nếu mà thực sự form cũ 220 hoặc là 221 hiện tại bây giờ người ta chào bán dưới 1 tỷ á. Ha, dưới 1 tỷ. À, có thể đăng 1 tỷ không mấy chục, nhưng mà anh em chạy giá dưới 1 tỷ thì có thể mua được. Còn đối với mẫu này thì nó hơi bị hiếm hàng nha. Đây, Ford Innova. Innova này đẹp lắm nè. Innova này bán 300 mấy, mình cũng chưa làm giá nữa, xe mới về để cân đối chi phí đã. Atit cọp 15.000 cây. Thảo ơi, tắt cái nhạc giùm anh đi Thảo. Để nhớ mấy xe lên cho anh em coi, xe này chưa quay chi tiết nữa. Đây, Atip 15.000 cây, sơn zin 100% nha. Giá trị là ở cái đoạn đây nè. Full cho anh em nha. Tháng 5 2025 nha anh em. Đó, khỏi phải lo nha. Xe này màu trắng 15.000 cây nha anh em. 655 triệu nha. Corolla Atip 1.8 số tự động nha. À, bản này là chuẩn bị bước qua cái mẫu mới rồi. Cái này là zin nha anh em. Cái này là zin nguyên bản chứ không phải là đồ đâu nha. Cái bộ body là zin. Cái đời xe này thì nó sẽ có cái body giống như kiểu ở Đài Loan á. Người ta hay gọi là Atip này là Atip mẫu Đài Loan. Còn thì thôi, máy móc thì thôi, máy tinh. Miễn bàn ha. Máy đang nổ em du à. Miễn bàn nha anh em. Atip cọp. Đúng 15.000 cây nha anh em, máy tinh à. Đúng 15.000 cây, sơn zin 100%. Đăng kiểm mới, đường bộ mới. Đây. Anh em nhìn coi. Cháy siêu rồi, chưa bóc hết luôn nè. Đây, đúng 15.000 cây, quay đồng hồ cho anh em coi. Thấy chưa? Đó. Hôm nay thì mình về được cái xe này, xe City đang về nữa. Đây. Tất nhiên rồi, vỏ zin theo xe. Xe cua chưa rớt đất. Nha. Nè, thấy không? Sướng không? Xe còn thơm mùi mới luôn nha. Atip này không cọp nữa, cái gì cọp. 655 triệu nha anh em. Ờ, con này dòng dòng 48 bán luôn rồi. Nó bán tải đậu dài chật chỗ á. À, Rút thì đang đánh bóng, đánh bát, đang vệ sinh gầm nha anh em. Rút thì 579 triệu thôi. Toyota Rush 579 triệu thôi nha anh em. Bên mình nhiều xe lắm. Xe Santa Fe thì gửi qua bên Betka rồi ha. Đó, đang dọn con này đi 20 mấy ngàn cây. Dọn xong thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em về con này nha. Rồi, con Innova này cọp nha, chưa dọn gì mà nhìn dáng nó dày rồi. Là anh em hiểu nha, đi đúng một xe cá nhân, một chủ mua từ đầu. Đi đúng hơn 100.000 cây tí nha. Hơn 100.000 cây tí. Cọp á, 300 mấy đi ha. À, thôi lát nữa mình vô mình coi cái giá 300 mấy đó mình sẽ để dưới nha. Xe mới lấy về thì cũng chưa cộng chi phí nữa. Đó, Innova rất dễ xài. E215. Đây quay chút xíu nội thất cho anh em coi. Bạn ơi phim bước vô này nè. Em quay vô lăng cụ số rồi cho mọi người coi là biết cái xe nó cọp hay không cọp liền à. Ha, vô lăng nè. Cụ số coi. Thấy không? Ghế nỉ zin nào giờ luôn, em quay ra phong trần rồi coi. Đúng chuẩn xe gia đình xịn cho anh em. À, còn anh em mà so sánh với lại mấy cái taxi hồi hương, đời này là taxi Mai Linh nhiều lắm nha. Đó. À, coi đây. Anh em mà so sánh với mấy cái taxi nữa thì thua bó tay nha.
Đó, xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh em, 300 mấy thôi. Chắc là 738 gì đi ha, hoặc là 385. Chắc gần 39 quá, thôi để chính xác thì lát nữa làm cho anh em coi nha. Innova này đẹp lắm á ha. Rồi ok anh em nha, chiều nay còn về thêm xe City nữa. Mình đi mua xe City 8.000 cây nữa nha anh em. Rồi.